tư duy đảo ngược là cách suy nghĩ ngược lại về những điều và quan điểm phổ biến và có vẻ như đã trở thành kết luận đôi khi có những việc mà chúng ta có nghĩ thế nào cũng không thông nhưng khi đổi góc độ phương thức tư duy đi lại thường ra được vấn đề thu hoạch được những bất ngờ ngoài ý muốn một bán tủ lạnh ở bắc cực có phải việc bất khả thi giữ vùng đất chìm trong băng tuyết suốt 365 ngày mỗi năm không biết đến nóng bức hay ấm áp là gì liệu họ có cần tới một thiết bị làm lạnh nữa hay không để trả lời câu hỏi này một người đàn ông đã lặn lội tới tận bắc cực nơi người eskimo sinh sống để thử chào bán một chiếc tủ lạnh. Nhiều người, thậm chí cả những bạn bè thân thiết nhất của anh chàng này khi nghe chuyện đều cảm thấy được cười và không ủng hộ. Họ cho rằng đây là một công việc bất khả thi không thể nào thực hiện được, thay vào đó, anh ta nên mang lò sưởi tới để xua tan sự băng giá cho người dân ở Bắc Cực thì hơn. Tuy vậy, người đàn ông vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Nhưng thay vì quảng cáo về công dụng làm lạnh của chiếc tủ lạnh đời mới, anh lại giới thiệu cho những người dân Eskimo tại đây về công dụng giữ thức ăn tươi mới mà không hề bị đóng băng trong cái giá rét của băng tuyết bao phủ khắp nơi thay vì phải chờ đợi một thời gian rất dài để làm tan băng từ thức ăn và nước uống những người dân ở đây có thể tiết kiệm khoảng thời gian lãng phí và không sợ làm mất mùi vị của thức ăn nếu được sử dụng tủ lạnh để bảo quản chính vì vậy cho dù có bán tủ lạnh tại bắc cực đi nữa anh vẫn có thể thành công với ý tưởng có phần ngược đời của mình có thể thấy rằng những cơ hội kinh doanh lớn nhất thường bắt nguồn từ những lối tư duy siêu thường và khác biệt nhất vì lẽ đó chúng ta phải luôn dấn thân vào những con đường tưởng chừng như vô lý nhất để tìm ra những cơ hội độc đáo nhất mà chưa ai có thể khai thác được chính sự độc đáo đó sẽ làm nên thành công khác biệt cho bạn. 2. Nhà đầu tư người Mỹ Charlie Munger hiện là chuyên gia tư vấn đầu tư và đối tác thân thiết và ăn ý nhất của Buffet. Có người hỏi Munger, làm sao để tìm được một người bạn đời ưu tú? Munger đáp, trước tiên bạn phải trở thành một người ưu tú đã, bởi lẽ người bạn đời giỏi giang tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Thực tế đúng là như vậy, bạn phải kinh doanh mình sao cho xứng với đối phương, chim khôn còn biết chọn cành cây để làm tổ. Phương thức tư duy đảo giúp chúng ta hiểu ra được rất nhiều điều, càng giúp chúng ta tìm ra được căn nguyên của vấn đề và phương pháp giải quyết triệt để nhất. 3. Tích truyện Tư Mã Quang đập vỡ chung là một tích truyện vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện nói về một sự việc xảy ra thở ông còn nhỏ. Khi ấy, Tư Mã Quang cùng bạn bè nô đùa, chơi trò chơi trốn tìm trong vườn hoa, mỗi người chạy một ngả để tìm chỗ trốn. Lúc đó, có một bạn nhỏ đã nhảy vào chung nước để trốn mà không hề biết trong chung chứa đầy nước. Cậu bé bị sắc nước và kêu la thất thanh, các bé chơi cùng vô cùng hoảng sợ, lo lắng nhưng không biết làm gì để cứu. Duy chỉ có Tư Mã Quang là bình tĩnh suy nghĩ, cậu lấy đá đập chung nước để nước chảy hết ra và cậu bé kia đã được cứu. Nếu có người rơi xuống nước, tư duy thông thường của chúng ta sẽ nghĩ ngay tới việc cứu người ra khỏi nước, nhưng tư mã quang khi đối mặt với tình huống cấp bách, vận dụng tư duy ngược, cậu dứt khoát dùng hòn đá đập vỡ chung nước để nước ra khỏi người, cứu sống sinh mạng của cậu bé kia. 4. Một thanh niên đứng trên sân thượng nói muốn tự tử, rất nhiều người vây quanh quan sát sự việc. Khi cảnh sát tới hỏi nguyên nhân, cậu thanh niên nói rằng cô bạn gái yêu suốt 8 năm đã bỏ cậu chạy theo đại gia, ngày mai cô ấy kết hôn rồi cậu cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Một cụ già đứng ở bên nói, ngủ với vợ người ta suốt 8 năm rồi mà cậu vẫn còn mặt mũi đứng ở đây đòi tự sát à? Cậu thanh niên nghĩ một lúc, cũng đúng, cười một cái, không còn ý định tự sát nữa, cậu đi xuống lầu. Thực ra có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, nó gai go tới nỗi khiến chúng ta tưởng là không còn nước để cứu chữa nữa. Nhưng nếu dùng tư duy đảo để nghĩ một chút, bạn sẽ nhận ra thực ra nó cũng chẳng khó khăn tới như vậy. Đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, mọi thứ có thể rõ ràng và tươi sáng hơn rất nhiều.